5 giờ sáng rồi đây mọi người ơi. Mẹ Ngọc nãy giờ sẵn dậy rồi, cái đóng thùng sẵn xếp hộp đó nha. Rồi mẹ ở nhà mẹ giúp chị Vinh ship hàng giùm cho con. Ông bà cô chú mà có mua hàng trên website hay là nhắn tin gọi điện thoại cho con thì con đưa đơn gì bên Mỹ này cho Đi Quynh. Mẹ bữa với Đi Quynh. Bữa nay là mẹ với Đi Quynh xếp hàng đó là xuống rồi. Hôm lần đầu á là hai mẹ con làm á thì mẹ cũng nói mẹ chưa có hiểu lắm. Chứ bữa nay mấy cái tên hàng mà nó kêu là mẹ biết hả? Nó kêu mẹ xếp cái gì? Đang nấu một cái nồi súp này cái Ngọc ăn trước khi đi, chứ còn sợ ra ngoài sớm quá không biết có dư gì mở không, mà không lẽ mở cái ăn hamburger rồi mất công quá ăn tô này chứ. Rồi xong xuôi, ăn uống xong xuôi rồi thôi chắc chia tay ba mẹ đây ha. Ok con. Ba mẹ lại nhớ chương trình sức khỏe ha. Rồi cái có gì thì về thì cái gọi. Rồi ok. Rồi con về tới nhà ăn gọi mẹ. Con đi chúc con đi được độ bình an nha. Rồi. Ok đi đến nơi về đến chỗ. Tiền lắm. Rồi bạn áo làm vô đi, làm sao bạn áo vô. Yên tâm, ở nhà có mẹ. Tâm có ba có mẹ ở nhà đây, con cứ lo xong công việc, kỳ làm cứ lo xong công việc rồi về. Ok. Bây giờ đi ra tới đó là vừa luôn rồi đó. Ok, bye bye Lucky nha. Bye Lucky. Kỳ nhà chơi. Ở nhà chơi không có quà chay nghe không? Ở nhà không có quà chay nha. Rồi cái bây giờ mẹ vô mẹ nằm với chay giùm con nha. Ừ. Em chết. Tội. Con ở nhà là mẹ phải chơi với nó. Hôm nay đi học thì không có đón à. Bắt đầu không có con nó đi học về là mẹ phải đi đón nó. Tội nghiệp. Tối nay nó ôm Ngọc nó nói Noel này chắc con nhớ mẹ lắm. Ồ, mưa hết hả? Lấy cái xe. Một cái xe này là 6 đô nè các bạn này. Đó, mình bỏ thẻ vô cái xe tự động nó nhảy nó ra. Đó, kêu là lấy xe ra đi đó. Ủa? Đó. Wow, mưa. Cái chỗ này mưa. Thì Ngọc phải cho phụ chồng Ngọc, chứ cái thùng này nó nặng lắm. Nặng hơn mà hơn mấy cái thùng trước nhiều. I gotta help. Bye baby. Bye baby. Have a nice flight. Ok. Hello mọi người ơi, giờ Ngọc đã tới sân bay rồi. Bây giờ là gần 7 giờ mà tới 8 giờ mới bay. Nên là đây Ngọc đang ở Delta Sky Club. Hôm nay là Ngọc bay bằng hãng bay của Delta. Ở trong đây thì có quầy rượu nè, để mình có uống rượu uống nè, không biết sáng sớm ai uống rượu chứ không biết. Rồi có ghế cho mọi người ngồi, rồi có quầy bánh nữa. Đây Ngọc quay cái quầy bánh cho mọi người coi nha. Đầu tiên cái này là có cháo ốc miêu nè, có xúc xích với lại khoai tây. Cái này là trứng phô mai. Quầy này là có mấy cái bánh ngọt. Còn đằng kia là có cái bagel đằng kia kìa. Có dâu ua với lại trái cây. Có trứng với rau nữa nè. Đó, ăn sáng đó. Có cereal của chị chay nè, ông bà cô chú nè. Chính giữa này là sữa. Ngọc chỉ lấy một miếng sữa chua ăn chung với lại trái cây này. Ăn cho healthy. Hôm nay là chuyến bay đầu tiên của Ngọc sẽ trải nghiệm cái chuyến bay first class hạng thương gia, để hôm nay Ngọc quay và review cho mọi người cùng xem là khi mà mình bay chuyến bay hạng thương gia từ Mỹ về Việt Nam sẽ như thế nào, ở trên chuyến bay sẽ có những gì để mình chia sẻ với tất cả mọi người ha. Rồi bây giờ tới giờ boarding rồi, bây giờ Ngọc sẽ lên máy bay thôi các bạn ơi, đi thôi. Bye bye Florida nha, hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Hi, bro.
help them be specific, you know. Thank you. Cái chuyến bay từ Florida qua tới Detroit, Michigan đó, người ta có cho mình ăn sáng ở trên này các bạn. Cái này là một uống một ly nước táo. Thank you. Thì người ta cho mình ba cái sự lựa chọn, người ta hỏi anh món gì vô trong cái món đó thì ngọc sĩ chọn cái món French toast, cái món mà dễ ăn nhất trong ba món. Cái này là cái mà chồng ngọc anh thích đó, bánh này xong rồi có người ta nướng lên. Đây là có cái croissant trong này, có miếng bơ, trái cây nè, miếng mứt nè, rồi đây là muỗng nĩa mà mọi người biết. Wow, Ngọc vừa mới xuống lại sân bay Michigan, các bạn thấy Ngọc nói chuyện ra khói đó nè. Ồ, về lại Michigan thân yêu. Trời ơi, cảm giác y chang như là về lại nhà của mình nha các bạn. Wow, giờ Ngọc phải đi qua liền để tới cái chỗ chuẩn bị cái boarding của Ngọc là 11:25 là board rồi, bây giờ là 11:05 rồi. Qua liền cái chỗ đó đi để board. Cái đi cũng xa lắm á, à, cái sân bay của Michigan rất là bự, rất là rộng lớn luôn á, đi cho lẹ chứ không kịp. Cuối cùng cũng đã tới cái cổng của mình rồi các bạn, kịp giờ luôn nè, 11:30 nè, mọi người cũng đang xếp hàng tới 12:20 mới bắt đầu mà. Là bây giờ mình sẽ đi vô máy bay nha các bạn. Wow, vô tới đây đã thấy lạnh rồi nè. Cái này là từ cái cửa để bước ra cái máy bay á, thì vô cái đường ống ống nó bắt đầu chuẩn bị bốc khói nữa nè. Đây, đường ống bốc khói đây. Wow, lạnh. Quá lạnh. Hai, số 2 để coi. Right here. Nên là Ngọc sẽ review hết tất cả cho mọi người xem là ở trên chuyến máy bay này sẽ cho mình ăn cái gì, tất cả những thứ mà người ta hỗ trợ cho mình trong cái suốt cái chuyến từ Michigan về tới Hàn Quốc 10 mấy tiếng đồng hồ ha. Ở trong đây sẽ có cái chỗ để cái tai nghe cho mình nè, rồi kèm theo sẽ có một cái này. Cái này là Ngọc cũng không biết gì luôn á. This bag was made by artisan make you go using. Để Ngọc mở ra coi cái gì. Mà giống như cái túi đựng gì á. Đây là một cái túi gồm có cái bàn chải đánh răng này. Rồi có cái này để che mắt mình để mình ngủ nè. Cái này là cái đồ để thấy cái lỗ tai vô. Có một cây viết. Like some beverage here? What is that? Sparkling water, orange juice? Orange juice. There you go. Người ta mới vừa cho mình đi nước uống. Trong đây là có là lip balm chọn. Ngọc mới vừa mua này với sân bay. Mới vừa mua này với sân bay. Và cái này là hand cream là xức tay cho mình có bị khô á. Cái này là cái môn Ngọc bóng bóng là mới vừa mua với sân bay, mới vừa xuất lên. Chỗ này sẽ có cái đồ sạc pin cho mình, có cái đồ để mình cắm tai nghe vô đây. Đợt sạc pin mình có thể là hai dạng, một cái dạng là
cái đầu này, một cái dạng là nguyên cái đầu này. Đây, trên bàn này là sẽ có cái nút này nhấn xuống là cái bàn lên nè, ghế nè, mình muốn ghế như thế nào là cũng chỉnh hết đây, đèn đâu nữa, muốn relax hay là muốn nằm thành cái giường, nó có đủ kiểu hết trơn, ngồi thẳng, ngồi relax, rồi ngồi cái kiểu lounge, lounging nhé đó. Còn cái nút này thì do not disturb. Đó, ở đây là những cái nút nhấn mà mắt tắt đèn, mở đèn nè, chỉnh ghế nè, chỉnh cái giường ngủ nè. Đầu tiên trước mắt mọi người sẽ có một cái màn hình rất là lớn, và đặc biệt là có một cái khoảng không gian rất là rộng cho cái chân của mình. Mình có thể nằm ngủ rất là thoải mái, một đang chờ tới cái giây phút ngủ thôi. Rồi kế bên đây thì ở dưới đây thì mình có thêm cái này thì chính nghĩ là để đồ đồ mình đây nè. Rồi ở đây là có cái những cái nút. Ngọc bấm vô cái chuyến bay này nha, thì Ngọc bấm vô để Ngọc mua wifi á, thì nếu như mà mình muốn wifi cho cả nguyên một chuyến bay luôn á, là giá là 39.95, là cỡ khoảng 900.000 cho cái wifi. Thì bây giờ Ngọc sẽ mua cái wifi đó. Như vậy là Ngọc đã mua xong cái wifi cho cái chuyến bay 14 tiếng đồng hồ rồi đó các bạn. Có wifi nè. Để bây giờ thử nằm trải nghiệm coi cái wifi này có nhanh hay không ha. Đây là lần đầu tiên cái wifi trên máy bay. Đang làm cái gì đó lại đưa cho cái thanh chiến lòng mạnh. Are you going to ask for you? I'm sorry, I'm going to ask for you? That's it. Alright. Trong đây là có phô mai nè, rồi giống như chân nho khô, rồi quả ốc chó. Công nhận có wifi tiện ghê á, ai order cái gì đã nhảy vô báo Ngọc hết trơn, biết cái gì Ngọc cũng nắm được hết trơn. Mặc dù là mình đang bay từ đất trên không mà cũng bị chạy chứ thật đấy. Có bánh mì nè, người gom bơ nè, xà lách nè. Ở trong xà lách thì có cam, rồi cũng là cái giống như cái gì đấy, cam với lại cái gì rồi vàng vàng này là cái củ cải quá, mà xà lách, rồi có cục dền, rồi quả ốc chó. Đây là cái sauce để ăn chung với xà lách nè. Còn cái này là súp mà có nấm truffle ở trong đó này. Nấm rất là thơm, cái mùi của nấm truffle luôn. Cái nấm truffle là cái nấm là cái cục nấm mà màu đen đen mà Ngọc ăn Ngọc thấy là mình sẽ thấy là cái miếng thịt bò ở nhà hay ăn các bạn. Nấm rất là sao nào chứ, Ngọc ăn chưa bao giờ khi mà nấm mà làm sạch gì đó. Còn cái món chính đó là sẽ ra sao? Okay, here we go. Enjoy. Thank you very much. Thank you. Excuse me. Rồi, cái giờ là đồ ăn thế này xong hết rồi. Mà Ngọc chọn cái món là thịt khô mà được cái là cái nguyên nhân chính là
Ngoài thịt cừu thì ra trong đây còn có cái cà rốt với lại cái bắp cải tí hon á. Rồi gì quên rồi, mất tiêu, tự nhiên quên, nắm nữa. Và thôi mời mọi người ăn trưa với Ngọc cho các bạn. Ăn xong thì mình sẽ ăn tráng miệng các bạn. Thì tráng miệng có hai loại, một loại là bánh mà có táo trong đó, một loại là có kem. Thì Ngọc chọn cái dạng kem đi, chứ giờ ăn bánh có táo nữa quá no. Thì khi lần này đi vé máy bay như thế này thì Ngọc thấy có sự khác biệt trong ăn uống, là khi mà bác sĩ thì ngồi ăn cái hàng như bình thường đó, thì đồ ăn người ta bỏ ra để lại cho mình á, nó nằm trong một cái hộp nhựa bình thường. Bữa này là người ta để dùng cái chén, để dùng cái dĩa, mình trang như là ở nhà mình làm gì đó, chứ không có như là trong cái hộp. Cái kem nó ngon nha các bạn cứ từ nào cũng không ăn kem. Chay ra ăn, ăn không ăn dạy hai ba cái đâu. Mình cũng không tên lên lần đầu tiên trùng sự. Mà bằng hết tới kem bánh thì bây giờ thì cơm nó không sao. Xin hãy mời tiếng nhé nha. Chút nữa mình lại gặp nhau để tiếp tục review coi chuyến đi này sẽ có gì hay không. Yeah.
rất là thích được chị. Video của Ngọc làm hôm qua, Ngọc edit cho các bạn đó. Xem trong cái lúc mà Ngọc lên máy bay, mọi người cũng có video coi nè. Hình lạ hả, mới vừa được đăng lên 18 phút trước đó. Bây giờ Ngọc nằm, Ngọc vẫn coi video của mình được. Bây giờ nằm đây và coi video của mình thôi. Mình sẽ quay cho mọi người xem là cái hành trình bay của mình như thế nào nha. Sắp tới rồi cả nhà ơi. Thôi các bạn thấy không, bay còn nguyên một cái biển luôn. Đây nè, đây là điểm khởi hành nè, Michigan nha. Bay vòng qua nguyên một cái biển luôn nè. Tới đây là tới Hàn Quốc nè. Sắp tới rồi, còn khoảng 3 tiếng 45 phút nữa là tới. Sắp là tới này là nào mình bay được 10 tiếng đồng hồ đó. Nhìn vô cái bản đồ này là mình thấy nha, cái biển này là Pacific Ocean này.
xuống tới đây là Australia, là nước Úc nè. Cái biển tới bên đây là biển Ấn Độ nè, Indian Ocean nè. Và tới đây là châu Á nè, châu Âu, Africa, Atlantic Ocean. Đúng là ba nửa dòng trái đất luôn mọi người ha. Còn từ đây từ Hàn Quốc còn phải bay qua Việt Nam mình nữa. À, Việt Nam mình nằm dưới đây nè mọi người. Đó, mọi người thấy Việt Nam mình nằm dưới đó không? Chỗ này nè, địa chỉ S đó. Từ đây mình bay qua đây nó cũng dễ. Đi. Khi mình ở trên máy bay như thế này thì mì gói là một thứ rất là xa xỉ. Đầu tóc còn bùm xuống bên trên. Sáng tới giờ, mình tới giờ cũng vẫn còn sáng luôn. Ở dưới đó không biết là hả, chứ hình như là chắc biển ở dưới gì, mây như biển luôn. Cái món này gọi là Korean meatballs, có nghĩa là giống y chang như là thịt xá xíu của Việt Nam mà vậy. Có thêm cơm nè, măng tây, cũng giống như hồi sáng này nữa. Cái này là cái cây nha, còn cái này là cái này giống y chang như mứt vậy.
là có từng bước hay là chỉ chắc cho một chiếc đường không? Rồi Ngọc mới vừa qua xong một cái bước giống như là an ninh nữa các bạn. Rồi bây giờ mới được vô trong đây. Giờ Ngọc coi nghiên cứu cái cửa của Ngọc đã đây. Đó. Sân bay của Seoul. Đông dữ ta. Quá trời đông luôn. Đẹp ghê không? Some Sprite, please. Yes, please. Thank you. Thank you. Lên đây thì người ta cũng cho mình ăn tối các bạn. Cái này là cái gì cũng biết, này là dùng gì vô dụng gì luôn á. Hay vậy, hoặc uống nước ngọt. Bữa giờ đi không uống nước ngọt, giờ uống nước ngọt cho nó tỉnh táo trước khi xuống Việt Nam. No, thank you. No. Rồi bây giờ là người ta đem ra cho mình xà lách nè các bạn nè, với lại cái này giấm đen nè, ở này có cái bông bơ, muối, với tiêu để trong ly thôi không. Và món này Ngọc thua rồi, Ngọc đâu có ăn cà chua mà cũng là Ngọc cũng đâu có ăn cà tím, ăn súp. Đây là cái món ăn chính của ngày hôm nay là vừa có khoai tây nè, thịt bò nè, sốt nè. Rồi bây giờ là Ngọc đã qua cổng hải quan xong rồi, bây giờ mình sẽ đứng mình chờ lấy đồ các bạn ơi. Về tới đây cũng là 10 giờ 48 phút, 11 giờ đó. Anh Bảo giờ từ nhà đang chạy ra, Ngọc kêu từ từ ra chứ ra chứ cho sớm đứng chờ cho lâu. Đồ giờ mới ra nè, hôm nay cũng không có đông gì mấy, cũng ok. Đây, về tới sân bay rồi nè ông bà cô chú ơi. Đây. Ba ly cho ông nội đi. Ba bì ra đón nó nè, trời ơi ba bì với lại Quyên với lại Thảo ra đón đứng chờ từ 7 giờ chiều tới giờ. Phải nhắn tin hỏi cái giờ em về cái là hỏi giờ. Bỏ nào anh ghé để anh đi chơi với ba tụi nó luôn. À. Vòng vòng. Dạ. Yeah. Ủa giờ phải qua đường lại hả? Giờ phải qua đường lại hả? Chúng ta đến nhà đó. Đây tội nghiệp à. Trời ơi, ba bì lúc nào cũng quà cáp này phải không mọi người. Này là cái này là nước ngọt đó, biết em muốn nước ngọt này là mua nước ngọt này đó. Đó trời nè nè. Đây để không sao nè. Anh biết Ngọc lúc nào về Ngọc cũng uống nước ngọt này á. Rồi khung cảnh xưa đây rồi mọi người ơi đó, lúc nào cũng vậy, chính lúc nào chính với tâm cũng có mặt. Đây Tùng hàng sách tay Mỹ nè đó, Tùng hàng sách tay Mỹ cũng có mặt luôn bà cô chú. Giờ đinh đồ vô nhà, giờ cũng 12 giờ rồi ông bà cô chú. Ủa này mua cây về để ăn Tết hay gì vậy? Cây gì vậy? Hay bảo
Trời ơi. Đủ nữa. Đủ chút sáng nhiều lắm nha. Chú. Nghe hả? Chà, nặng lắm mà Tâm ơi, 32kg á Tâm. Con này con Tâm nó đưa bưng nổi, đi ra cho cậu Tâm đi. Đi ra đừng có xăng dây rẽ lên con, đi đi Tâm, mày đi 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 Tâm. Chen chen nó đi chứ còn đợi nó nó đứng rồi đuối luôn á. Rồi, xe đặt ra bà tay. Lẩu bò gì? Vì sao con khen mày ngọt tay ở nhà có gì? Đâu chờ mừng ngày ngọt sao? Trời đất ơi, rồi bữa giờ học đàn tới đâu rồi? Đang được bài gì ơi? Em Chi dạo này làm biến đàn quá. Đây đó, Ngọc nè, đó, Ngọc là về là Ngọc thích ăn cái này, gà ở đấy ngon. Chấm muối nè, trời ơi, có con cháu đó nó hết sức đáng làm tiền bà cạo không? Gà này là nghe nói là nó ăn dụng trong đây rồi nè. Trời ơi, lấy nước luôn à. Quá trời, quá đất hết sức rồi. Cái đó gì à, cái đó bằng chảy đánh răng của mẹ Ngọc phải không? Đúng rồi đó, bằng chảy đánh răng đó phải không? Rồi đó, đó để ngày mai là khui thùng. Ủa, ờ đúng rồi, ngày mai khui thùng. Chính bữa giờ khỏe không Chính? Khỏe. Dưỡng chính rồi. Ở nhà hả? Cây khóc không? Không, nó ngủ, con đi nó ngủ. Ừ, con đi là 5 giờ sáng cho nó ngủ chứ cho nó đi vậy vậy chi tội. Tội lắm, vẽ hai hình mặt mà vẽ hai trái tim, một trái tim mặt cười, một trái tim mặt khóc. Bây giờ là đang sử dụng mặt khóc là tại vì mẹ không có nhà buồn. Cho nên mẹ về mới sử dụng mặt cười. Ừ, nó nói ba nó vậy á. Quá hôm nay lớn rồi. Nay đàn ông trưởng thành rồi. Ủa đâu lấy ly vậy đâu đây? Mà lấy ly cho Ngọc uống nước đó. Đây nè, mua mốt con uống nước ngọt chung với mẹ Ngọc không? Chú Ba Bì mua nước ngọt nè. Ờ, anh Ba Bì nữa nè. Mua biết Ngọc thích ăn nho mẫu đơn nè. Rồi táo nè. Ờ, về chưa có quà cho ai mà có quà hết trước. Trời ơi, em biết Ngọc thích nho của Hàn Quốc nữa nè. Dạ, dâu chứ. Còn cái này là ly. Trời ơi, thương không? Đây còn cái này là khoe mọi người nè. Đó, Thảo với lại Quyên, hai đứa em rất là thân thiết, tặng cho Ngọc nè. Ra tới sân bay luôn. Chờ từ 7 giờ tối cho tới hả 11 giờ mấy Ngọc mới ra tới để tạo bất ngờ cho Ngọc. Rất là dễ thương, cảm ơn tình cảm của tụi em rất là nhiều luôn nha. Quá trời quá đất không, bà cô chú khen bên sình á. Ủa cái ly đó lại đây là uống nước á hả? Má xá không? Ly đó đặc biệt đó. Ừ, cái ly này ai uống? Hả? À, ngoại chính đúng hả? Ngoại chính nuôi mày chính uống ly đó hả? Mày chính đặc biệt quá. Chính ngồi ăn chung luôn chính ơi. Ông bà sắp nước ngọt vô tủ lạnh đi con. Ông bà cô chú này thấy bên sình lớn ghê không? Mới có vài tháng à. Khác liền. Tâm mà chơi gì Tâm? Trời đất ơi, đó, ăn chơi bắn cá hả? Để ai làm cho? Này là cháo nè, cháo hâm lại để ăn nè. Ăn gì mà thôi. Thì bây giờ Ngọc đã về tới nhà rồi các bạn ơi. Thì Ngọc sẽ xin kết thúc cái video clip tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip này. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người.